hàng chục xe ô tô, xe khách chạy bật đèn cảnh báo nguy hiểm, rồi thản nhiên lao vun vút trên làn đường khẩn cấp. Trong khi đó, nhiều tài xế sẵn sàng cúp đầu các xe khác khi phát hiện phía trước có chút khoảng trống hoặc cảnh sát giao thông chốt chặn. Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, các phương tiện không được cho xe chạy ở làn đường xe khẩn cấp và phần lề đường. Tài xế chỉ có thể dừng trên làn khẩn cấp trong các trường hợp như xe hỏng, chết máy, nổ lốp, quá nhiệt, tài xế gặp vấn đề về sức khỏe, không thể tiếp tục lái xe. Làn dừng xe khẩn cấp được dành cho xe ưu tiên, xe cứu hỏa, cấp cứu công an, lưu thông trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, tình trạng ô tô đi vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc đang diễn ra như cơm bữa, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương tại km 34, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, một ô tô 12 chỗ vụt qua với tốc độ kinh hoàng trên làn đường khẩn cấp. Sau đó, chiếc xe tải cũng thản nhiên đi trên làn đường này, mặc dù đường đang vắng hoe. Trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, nhiều hung thần cũng tung hoành ở làn đường khẩn cấp với những pha cúp đầu thoát tim. Hành động của các hung thần rất nguy hiểm, dễ gây ra tai nạn giao thông. Theo quy định, hành vi điều khiển xe vào làn khẩn cấp, ngoài việc xử lý thông qua hình ảnh ghi nhận trên hệ thống camera, máy quay cầm tay của cảnh sát giao thông, thì những hình ảnh được đăng tải trên mạng cũng sẽ là căn cứ để xác minh, làm rõ và xác lập vi phạm để xử lý.